chuyển một số không nữa. Thank you.
Rồi đi nha. Bên này này. Chút nữa ghé lại đây rồi vì đi ra một người đi ra ngoài ngân hàng xong rồi để làm toán xong rồi tôi sẽ cái thanh toán xong quay lại rồi giữ ký xong để đó rồi đợi tiền xong cái ông ngồi đây rồi nói ok cái là gọi điện đây đây đóng dấu để xong. Sao tôi thấy lần đầu tiên là có một công an chứ còn tế già khi dùng ký xong bà này vẫn giữ hết bộ giấy tờ cho ngân hàng để một cái xong cái là bà nhanh thì đi về chứ đâu phải là đi tới đi luôn. Tôi làm lần này chỉ có một cái lần duy nhất chứ còn thực tế là sử dụng chữ ký đóng dấu đem bộ giấy tờ cho ngân hàng bên này vẫn giữ bên chủ nhà vẫn giữ chứ lần đầu tiên với ai mà đi ra ngân hàng rồi bắt đầu lại quay lại về đóng dấu nữa. Cái đó nó chi phức tạp. Mà cái này mình vẫn giữ giấy tờ mình ký đóng dấu xong ok đem giấy tờ ra ngân hàng cũng cho cái chị mua này nữa ai nói do bà này chứ là sao cho ví dụ chị đây để cho một người ở đây còn một người kia chỉ qua cái đoạn cũng được hoặc là để tiền trên tài khoản nhắn tin nhắn qua cũng được có sao đâu vậy mình về lấy cái gì về nhà chứ bán nhà tôi thấy là đầu tiên không phải giống như bây giờ chúng tôi này tôi đi mua qua bán nhà từ xưa giờ là cả ngàn cả trăm cả bốn trăm mấy rồi bây giờ mà ví dụ mà đi bốn trăm mấy là ý là 400 triệu là có mặt tại đây luôn, giao tiền mặt ở đây. Còn cái kia thì giao rút tiền ở ngoài kia. Có số gửi giờ, cho đem tiền mặt cho đó chị thì gửi vô thì gửi. Vậy sao có thôi chứ có đủ với bà thôi chứ số tiền thôi chứ bà cứ đâu một cái lâu á. Miễn sao ra là chồng tiền cho bà đủ thôi chứ không thiếu một cắp thôi chứ. Đúng rồi, còn tiền ta vẫn giữ lên mấy trăm rồi ngồi ở đây. Vì tại sao vì bà còn chưa có đóng dấu nên chuyển kia về đây hồ sơ xong tiền mấy trăm triệu nằm đây thì ta gửi đây ông chồng ở đây coi bộ hồ sơ. Miễn sao đủ với bà. Căn nhà yêu nhất. Căn nhà yêu nhất là chị ông không có đóng thuế. Nói chung là như vậy mà mình giữ tiền á, chị giữ tiền của chị mấy triệu đó, 6 triệu đó là coi như là người ta chỉ lấy sổ về người ta nói thế gì trả lại người ta 6 triệu chứ không phải là chỉ lấy 6 triệu đâu. Ví dụ hai một tỷ thì bà cũng không đóng thuế. Có căn nhà duy nhất là phải đóng thuế lần nào đâu, chừng nào bà có căn nhà thứ hai thứ ba thì đóng thuế. Nếu người đầu tiên mua nhiều người ta hiểu đóng dấu một cái rồi xong đem cái đó ra ngân hàng cái ngồi ngân hàng chuyển chặt chặt cái xong thì bà nhà thì đi về xong mà bà này vẫn giữ cái bộ giấy tờ đó. Nếu mà vợ chồng đi là hiểu cái gì không hiểu, giống như bà này bà vẫn giữ nguyên bộ giấy tờ tiền bạc của bà vô đủ ok. Bây giờ em hỏi bà chứ chẳng lẽ đang đi ra đó là đi ra Lân Hương cái bắt đầu lại chồng quay lại nữa nó mất thì giờ chứ ảnh biết được hiểu. Mình giấy tờ mà mất giấy tờ giấy tờ người ta
có lo xa không biết không được. Thôi vậy cứ để đây em cứ ngồi đây nha. Để em ngồi. Đúng rồi.